Ok, và cái tựa game đầu tiên mình chọn để mà test hiệu năng của cái chiếc Asus VivoBook A512 đó chính là tựa game Liên Minh Huyền Thoại. Bây giờ mình sẽ vào cái mục setting cho bạn xem ha. Mình sẽ vào cái mục đó là hình ảnh. Hiện thấy hiện tại mình đang chọn độ phân giải mức cao nhất là Full HD ha. Đây là chế độ đầy đủ nè. Và chúng ta chọn đồ họa mức là rất cao. Ở cái mục đó là tăng chất lượng ha. Và tất cả những thông số còn lại mình chọn là rất cao hết. Nhưng thấy đây đã nâng cao là bỏ tỷ lệ giới hạn của mình, tức là chọn là bỏ giới hạn. Rồi, thì những bạn nào mà đã chơi game Liên Minh thì bạn biết cái thiết lập này. Bây giờ mình sẽ thoát ra ngoài ha, mình sẽ tiến hành vào game. Ok, sẽ di chuyển. Đây đó, di chuyển ha. Ok. Để xem thử coi là liệu cái chiếc card đồ họa rồi MX250 được trang bị trên cái chiếc VivoBook A512 này nó sẽ chơi game như thế nào. Đấy. Ok, mình cảnh báo trước luôn là clip này sẽ hơi dài bằng ha, do là mình chúng cho bạn xem được nó kỹ hơn đó. Đó, mặc dù mình không biết chơi Liên Quân, mình chỉ là bấm đại thôi, đó thấy không? Mình chỉ bấm đại thôi, mình thông cảm ha. Đó, tiếp tục. Đây. Sẵn tiện thì mình cũng cho bạn xem về cái chất lượng loa ngoài của cái chiếc máy luôn để xem coi là ra sao, mặc dù mình đang chơi trong phòng yên tĩnh nè. Đó. Rồi, tiếp tục. Hiện tại là nhiệt độ của card đồ họa rồi MX250 là 73 độ C và nhiệt độ của con chip Intel i5-8265U là 73 độ C. Tiếp tục lên đường, frame thì ở mức là trên 100 frame. Rồi, lên đường. Ui ép gì đây? Mình không biết chơi. Chơi sao đây? Chơi sao đây? Chơi sao đây? Ôi, chết nhắc rồi. Đớp. Chết đi. Ừ, đời hay quá. Chết rồi. Nâng cấp. Ấy gì vậy? Tôi đứng coi. Bây giờ mình sẽ vô thử những cái khung nó nhiều hơn. Rồi. Ui cha. Để mình thấy rằng bây giờ khung hình nó vẫn có mức khoảng là chấp nhận được ha. Đấy. Ui trời ơi. Ôi trời rồi, xong chết nhắc rồi. Rồi, và cái game tiếp theo mình test cho bạn xem đó là cái game Apex Legends. Bây giờ mình sẽ vào cái mục setting để cho bạn xem về thiết lập ha. Thì trong đây cái mục đó là mục video, nếu mình chọn mức là full screen và cái độ phân giải của cái game mình chọn đó là thấp nhất đó là 1280x320 tức là HD, và tất cả những cái gì thiết lập liên quan về cái hình ảnh đó mình đã chỉnh đến mức là thấp nhất ha. Đây, thấp nhất nè, thấp nhất rồi. Nhưng cái này thì mình thấy tại sao mình chỉnh xuống thấp nhất rồi nhưng mà apply vô mình bắt ra ngoài mình vào lại thì nó vẫn ở mức 2, mình không hiểu. Tại phải không nè, nó vẫn ở mức là 2, thôi kệ cứ để đó. Sau đó mình sẽ tiến hành gọi là mình thoát ra ngoài, bây giờ mình sẽ gọi là vào game để cho bạn chơi thử coi là cái game này nó chơi mượt mà như thế nào trên cái chiếc VivoBook A512. Ok, mình đã vào game và mình đã là người nhảy chỉ huy. Bây giờ mình sẽ lia cảnh mà xem nè, đó, mình sẽ lia thử ha. Hiện tại giờ mức khung hình của nó là 30fps. Bây giờ thử nhảy đạn một kỳ đi nè. Ok, nhảy xuống. Đó, bây giờ mình thấy là cái frame nó đang mức là 40 nè. Nhiệt độ của card đồ họa cũng như là CPU đang ở mức là 73 cho tới 78 độ C. Rồi, đáp cánh. Rồi, tiếp tục lên đường. Rồi, có gì hay không? Đây, là có súng này. Đấy. Rồi, đây. Chúng ta thấy rằng là cái loa ngoài trên cái chiếc VivoBook này á, nó khá là nhỏ ha, mặc dù mình đang chơi trong cái phòng là không hề có mở cửa trong phòng kính, nhưng mà mình thấy là cảm lượng nó phát ra thì khá là nhỏ, cho nên là để mà mình có được một cái chất lượng thanh nó tốt nhất á, thì mình khuyên các bạn là nên sắm cái tai nghe hoặc là mình kết nối những cái loa rời ở ngoài á, như là cái sao ba á, để mình nghe nhạc hoặc là chơi game sẽ tốt hơn. Tiếp tục thì mình thấy bây giờ là nhiệt độ của card đồ họa mức là 73 độ C và nhiệt độ của chip CPU là 76 độ C. Tất cả đều mức ở dưới là 80, một cái mức gọi là chấp nhận. Rồi, ok, tiếp tục. Gì đây? Có gì đây? Thì là gì vậy?
Ồ, đổi súng. Ồ, được mình ngộ chút. Ui, ủa. À, lộn, này, đến mình. Đây, mình sẽ di chuyển. Ok, mình vẫn đang trong vòng mà ha. Vẫn đang ở trong vòng. Ê, có kịch chứ đây. Ê, ôi, 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 ôi. Mình thấy hiện tại bây giờ là cái khung hình của nó đang giảm xuống là còn 45, 42. Ôi, mình đang chơi lại người Ấn à. Ui, ui, ui. Ui, bắn ai vậy? Ui. Ui, 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 ui. Ui, 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 chết tôi rồi. À. Mình thấy đây là cái mình đó còn khoảng là 42. Đây. Nhặt rồi. Xong. Ok, tiếp tục tiếp theo đó là cái game đối kháng ha, Marvel Ultimate. Thì bây giờ mình sẽ vào cái mục setting option cho mình xem về cái thiết lập cấu hình. Thì mình thấy là cái game này cũng khá là nhẹ. Mình hiện tại mình đang chỉnh tới mức là cao nhất rồi, Full HD nè, Full Screen nè, rồi có cửa răng cưa, có kiểu đấy, bật hết tất cả luôn ha. Hai hết, đây mình cho bạn xem nè. Đấy, hai hết rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành gọi là mình thoát ra ngoài. Bây giờ mình sẽ vào game ha, mình chọn chế độ là chơi offline. Go, fight, đấy, trời ơi, à, à. Mày, mày, khai chiến. Thì rõ ràng là cái game này á, khi mình chơi á, là nó đều ở mức là 60fps ha. À, luôn dỗm lệnh luôn. Ê, ai bảo là Vivobook không chơi được game đâu. Chẳng qua là các bạn là chưa có biết lượng sức cái máy mình ở tới đâu thôi. Chứ không phải là không chơi được game bằng ha. Rồi, ok, tiếp tục. Mày. Lên đường. Ôi, chết mày chưa. Đấy, đấy, đấy. Rồi, ok. Ai à. Dạ. Ồ. Mày. Mày. Ăn hết. Chết mổ đỡ hết rồi. À. Và game cuối cùng mình muốn test cho xem đó là game Bub GUI. Game này không thiếu ha. Nãy rất là hot. Thì bây giờ mình sẽ vào cái mục setting để cho bạn xem về cái thiết lập cấu hình mình test. Thì hiện tại mình chọn mức là full screen nè, cũng như độ phân giải mức là HD là 1280x720, và những thiết lập còn lại đều ở mức là very low, tức là mức thấp nhất. Bây giờ mình sẽ bắt ra ngoài ha, mình sẽ tiến hành vào game. Mình sẽ chọn bản đồ đó là San Hốc và chơi solo. Rồi, mình sẽ tiến hành vô là Star để bắt đầu. Ok, mình đã vào game, thì bây giờ mình sẽ nhảy xuống một cái map nào đó đi ha. Mình sẽ nhảy đại xuống đây. Hey, rồi để xem thử coi là cái khu mình nó chơi như thế nào. Thì hiện tại là nhiệt độ của cà đồng hóa rồi là 73 độ C, và nhiệt độ của cái con CPU á là 75 độ C, và cái mức khung hình của nó đang là 70 và đang xuống dần mà ha. Đó, đang xuống dần từ từ rồi, xuống dần, nó còn có 33 frame, 35 frame lên lại rồi. Tiếp tục cũng dù đấy, cũng dù. Rồi, tiếp tục hạ xuống. Bây giờ sẽ đáp ở đây ha. Rồi, đây. Mình sẽ xuống đây. Rồi, chơi. Ok, có gì hot không? Bắn như thế đấy, không có ai đấy. Chán nhỉ. Thử vào đây xem. Không có ai hết, không có ai hết, không có lấy một bóng người. Trời ơi. Không có lấy một bóng người. Như vậy mình đã là chia sẻ cho bạn về cái trải nghiệm chơi game trên chiếc máy đó là Asus Vivobook A52 này ha.
Thì cái dòng VBook bây giờ nó không chỉ đơn thuần là mình có thể làm việc đơn giản như là văn phòng, mà còn thể dục nó như là một laptop, bạn có thể là chơi những cái game hiện nay như là Liên Minh nè, hay là cái Legend, hay là PUBG ở mức gọi là thấp nhất. Thì mặc dù là cái mình chơi game thì cái hình ảnh nó sẽ không đẹp, nhưng bù lại thì bạn cũng có thể là chơi khá là mượt mà ha, giúp bạn có thể là thư giãn sau những như là việc căng thẳng. Còn cái máy này á, nếu bạn mà không biết lượng sức mình á, không biết lượng sức của cái máy này á, mà bạn bảo là cái máy này nó chơi nóng quá hay là nó chơi bèo quá, thì bạn nên suy nghĩ lại về cái suy nghĩ của mình ha. Bởi vì ở đây là một laptop, bản chất nó là một cái máy văn phòng chứ không phải là một cái laptop gaming để bạn có thể là cày những game hiện nay cũng như là mức có mình khủng, rồi bạn bảo là nó chơi rất là nóng. Thì đó là cái sai lầm ha. Cho nên nó là việc cái trang bị tiết kiệm RAM này thì nó chỉ là đáp ứng phụ vô nhu cầu mình chơi game ở mức là của mình nó thấp 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 rồi thôi, đã giải trí mà. Rồi thì quay trở lại về những cái yếu tố còn lại như là về thiết kế, thì thấy rõ ràng là cái chiếc máy Asus VBook Anime này á, nó vẫn là một thiết kế rất là đơn giản. Toàn bộ cái phần vỏ bên ngoài này á, nó là chất liệu bằng nhựa ha, và cái tông màu mình đang trên tay á là phiên bản là màu bạc ánh trăng, rất là đơn giản và nó sẽ hạn chế mình nhìn thấy mồ hôi và dấu vân tay. Và mình thấy là tuy là bằng chất liệu nhựa nhưng mà cái mức hoàn thiện của cái máy này rất là tốt, không hề có ọ bẹp gì hết nè, nhưng mà như này không hề có hiện tượng gọi là ọ bẹp nào, cũng như là nó khá là mỏng và cái trọng lượng của nó chỉ khoảng là 1,6 kg cho một cái laptop là 15,6 inch. Cho nên nó là cái bạn có đi học có đi làm thì bạn mang trong ba lô rất là nhẹ nhàng. Còn về kết nối thì nó vẫn trang bị khá là đủ ha, mình sẽ có là hai cái cổng 2.0 USB nè, cái là cái phần hốc tụ nhiệt phụ sau làm rất là lớn đây, để mà khi mình chơi game mình hải á thì nó sẽ tăng nhiệt tốt hơn. Còn đây là phần cạnh phải mà sẽ có là một cái cổng là 3.1 nè, cổng HDMI nè, cổng nguồn nè, cổng Type C nè, và thêm một cái khe hãy nhớ là micro SD và cái cổng tai nghe. Rồi bây giờ mình sẽ cho xem về cái phần bên trong. Thì bên trong của cái chiếc máy này á, cái phần bàn phím thì nó vẫn tương tự ha, vẫn là một cái bàn phím có một cái trình vừa phải giúp bạn có thể là có được một cái tốc độ soạn bản nó nhanh, và cái hiển flash cũng không có khi mình nhấn mạnh như này á. Cái đó là cái mức độ gia cường trên cái chiếc máy rất là tốt, không hề có hiện tượng flash luôn. Và cái bàn phím này á, nó sẽ được làm trùng với là cái tông màu của cái phần vỏ máy, trong khi những phiên bản màu khác thì nó là cái tông màu đen, nó tạo cái sự tương phản thì nó sẽ tốt hơn. Đây là cái bằng rơi ha, thì nó sử dụng cái bằng cái driver xuất bác recent á, cho nên nó là cái cảm giác rơi rất là tốt, xài nhu cầu ngày rất là ổn. Và mình sẽ có thêm là một cái vân tay thì mình có thể dùng nó để mà mở khóa hình cũng là nhanh chóng luôn. Còn nhược điểm á, thì cái bàn phím này á, nó sẽ không có đèn nền, cho nên nó là bạn sẽ hơi gặp khó khăn trong cái vấn đề mình gõ phím vào ban đêm. Còn cái bàn phím số á, thì tuy là nó hỗ trợ cho cái vấn đề về chập liệu, nhưng mà cái layout phím số này bạn cần phải làm quen do lại sức thiết kế lại á, nên là lúc mình sẽ khá là dễ bấm nhầm. Thì đó là về tổng thể và cái phần bên trong ha, thì cái phần ốp này nó vẫn là chất liệu nhựa. Còn về cái phần màn hình á, thì nó sẽ kích thước là 15,6 inch, độ phân giải là Full HD, nhưng mà nhờ cái thiết kế viền siêu mỏng cả bốn cạnh cho nên nó là giúp cho chiếc máy rất là gọn gàng ha, tạo một cách tầm nhìn nó sẽ tốt hơn, nhìn cái máy nó cũng gọi là nó sexy hơn rất là nhiều. Nhưng điểm trừ của cái máy này đúng là về cái tấm nền, nó là dùng cái tấm nền TN chứ không phải là ABS, cũng như là cái màu sắc của cái màn hình này nó chút gọi là trung bình thôi, đủ xài thôi. Chứ mình nghĩ là nếu bạn mà xài cái máy này để mà chỉnh sửa hình ảnh đó, thì nó sẽ không thể đáp ứng tốt cho bạn đâu. Và điểm đặc biệt cuối cùng trên chiếc VBook A52 này đó chính là về cái việc là trang bị cho nó một cái ổ SD cao lên tới là 512 GB, và đây là một ổ SD có một cái tốc độ rất là cao. Thì bạn cũng biết là những dòng VBook phổ thông á, thì một á là nó dùng một cái ổ cứng HDD tốc độ quay nó thấp ha, chỉ là 5400, còn nếu mà cao ta chút xíu á, thì sẽ có một cái ổ SD kèm và cái dung lượng nó chỉ là 128 hay là cao nhất là 256 rồi thôi, và giá thành cũng sẽ rất là cao. Còn bây giờ thì năm nay Asus đã trang bị hẳn cho nó là một cái ổ SD là 512 GB tốc độ cao luôn. Như vậy thì bạn sẽ có được là cho mình là một cái tốc độ Chrome Windows nè, cũng như là mình có thể chạy được những cái phần mềm mình thường ngày hay làm như là Word này, Excel này, hay là game á, thì nó sẽ nhanh hơn, cũng như là nó sẽ có dư dả một số cái dung lượng mà có thể chứa những cái file mà mình lưu trữ. Qua đó thì Asus cũng có đi kèm thêm một cái khe ổ cứng HDD thì có thể nâng cấp về mở rộng về cái dung lượng và hỗ trợ lên tới là 1 TB. Đấy, rất là xịn sò ha. Rồi như vậy mình đã là chia sẻ cho bạn về cái chiếc máy phổ thông mới của Asus, đó là cái chiếc VivoBook A52. Thì đây là một cái laptop mà nó sẽ hướng đến đó là học sinh, sinh viên văn phòng, bởi vì là nó có một thiết kế nè đẹp, bền bỉ nè, chắc nè, cũng như là nó sẽ có kích thước lớn 15,6 inch để bạn có thể là có được một cái màn hình thì nó sẽ rộng rãi hơn và có hình tốt cho nhu cầu làm việc những là giải trí khi mình chơi game. Và ra thì cái máy này á, nó sẽ có một cái thời lượng pin tốt cũng khoảng là 3 tiếng rưỡi khi mình xài hỗn hợp hàng ngày, với mức độ sáng khoảng là 70%. Thì bạn đồng cái sau về cái chiếc máy này thì bạn chỉ comment bên dưới video bạn ha, mình sẽ có một cái chi tiết bên dưới mô tả cho bạn xem kỹ hơn. Rồi chào bạn.